Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an Và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like Và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều Và một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã yêu thương và đã spray đăng ký kênh cho Thương Nhớ Sài Gòn Bây giờ đã được 1.000 người đăng ký rồi Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật là nhiều Vâng à, kính thưa quý vị, hôm nay à, Cali Gòn lại phải lên phản biện về một cậu em mà cậu này luôn cho mình là một người thông minh, một người uyên bác khi nói về âm nhạc và lẫn cả sự đạo đức. Hiếu nghĩa như thế nào? Cậu ta luôn luôn đưa ra những cái câu nói mà lúc nào cũng cho mình là một người trên, một người ăn nói có đạo đức, nhưng mà theo cách mà dẫn dắt dư luận và cách nói chuyện thì chúng ta cảm thấy rằng cậu này ngồi xổm trên cái đạo đức và kêu người này bằng lũ này lũ kia kêu người này là ngu kêu kia là khôn rồi dùng những cái tử ma ranh mình phải nói như là một cậu bé mặc còn bún ra sữa nhưng cho ta đây những điều cậu ta làm là những điều có ý nghĩa trong xã hội trong khi biết bao nhiêu người nhìn cậu ta bằng ánh mắt. Phải nói rằng là người ta không muốn nghe. Tại vì sao? Tại vì những gì cậu ta dành cho cháu Hồ Văn Cường đều là những cái khoác lác, những cái mạ lị, những cái đu bám, cái trang Và cậu ta biết rằng có nhiều fan của ca sĩ Phi Nhung ủng hộ Tại vì sao người ta thần tượng cố ca sĩ Phi Nhung? Cho nên đến bây giờ người ta dồn tất cả những cái điều ấy cho những youtuber mà nói về bên vực cho cố ca sĩ nhưng họ chưa nhận thức ra cái chân lý đâu là đúng, đâu là sai. Để cho các youtuber như thế này họ lợi dụng khán giả bất chấp kiếm tiền trên cái YouTube rồi đi nói cho quý vị vừa lòng cho quý vị thôi chứ không phải là quý vị à, muốn nghe cái chân thật mà quý vị chỉ muốn nghe những cái gì mà quý vị cho rằng là đúng và những cái gì mà theo chiều hướng xuôi theo một dòng của quý vị mà thôi mình mong rằng à, tất cả các à, khán giả của hai bên nhất là của bên à, cố ca sĩ phi nhung thì chúng ta hãy bình tĩnh lại và chúng ta hãy nghe lương tâm mình kêu gọi và hãy nghe trái tim mình thổn thức như thế nào chứ đừng để một kẻ à, không ra gì với cái tuổi đời không bằng tuổi của quý vị luôn nữa đáng con cháu luôn nữa mà chửi xa xả người ta chửi hết người này ngay cả nam cũng vậy nữ cũng vậy luôn nhùng những cái câu vô văn hóa là chuẩn trong xã hội để đánh giá khán giả người này người kia người nọ tôi cho rằng đây là hành vi kém văn minh và kém đạo đức dưới mái trường bất cứ nơi mái trường nào cũng vậy chưa bao giờ thầy giáo và cô giáo dạy cho họ làm những cái điều như thế này bây giờ chúng ta nghe thử nha một đoạn nhỏ thôi với cái mục tiêu cũng như là cái chủ đề hơn ngày hôm vừa rồi á thì có rất nhiều người cứ vị vào cái tên để mà nêu ra cái tính cách nhưng mà không quan trọng lắm cậu ta cứ nói rằng như là FC của xanh đọt chuối hoặc là một số youtuber đứng ra bảo vệ em Hồ Văn Cường lấy cái tên của cố ca sĩ Phi Nhung để làm cái minh chứng gì đó ở trên YouTube hoặc là dựa cái tên của cố ca sĩ để nói nhưng thật ra ở đây mình cho rằng cái cậu em này đã dựa vào ba chữ Hồ Văn Cường đu cái trend này từ bao nhiêu năm tháng nay. Chứ tôi chưa bao giờ thấy YouTuber bên đây dựa vào cái tên của cố ca sĩ để mà nói cũng như tôi. Khi mà nói chuyện về cố ca sĩ Phi Nhung, mình vẫn gọi là cố ca sĩ Phi Nhung. Không cần phải mà lánh, không cần phải tránh. Nhưng mà cậu này thì khác khi nói về cháu Hồ Văn Cường, thì cậu dùng là cháu cờ, tại vì chữ cờ nó bắt đầu từ chữ cường, nhưng mà hiểu theo cái cái cái, cái bóng đó, thì nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà có nhiều người thấp kém chợ búa nói như vậy thì cũng đụng chạm đến những người cũng thương cũng tội những người chợ búa, những người đầu óc mà thô tục người ta dùng chữ cờ để dành cho một người nào đó cũng như là cậu này đã thoá mà cháu Hồ Văn Cường rồi khi mà nói chuyện trên YouTube nếu mà mình là một người đàng hoàng chính chắn mình cứ nói chuyện giống như mình mình kêu mình gọi cố ca sĩ Phi Nhung là cố ca sĩ thôi cố ca sĩ Phi Nhung thôi gọi bất cứ ai mình cũng gọi tên như thường chứ đâu phải cần mà phải tránh né tại sao tránh né vì mình có tịch phải mình phải rụt địch sợ YouTube quét và sợ những người um, họ thấy cậu ta đã chửi và môi xấu một nhân vật nào đó mà cậu ta muốn đang nổi đến Chúng ta hãy nghe thêm một đoạn nữa quý vị nha Bây giờ chúng ta phản biện thì chúng ta cứ nghe cậu này nói gì ở trên trên đây thì trong cuộc trò chuyện này có rất nhiều những cái vấn đề, những cái thông tin mới mà không drama 24 giờ. Ai là người dẫn dắt câu chuyện? Ai là người xỏ mũi? Cộng đồng mạng. Khi mà tất cả những người bên kia cứ cố đánh, cố tấn công. Còn những YouTube bên đây thì cố phản biện lại và minh chứng những gì mà cháu Hồ Văn Cường không làm. Còn riêng cháu thì sao? không có thể phản biện cho chính bản thân của mình mà chỉ là người để hứng chịu những đòn rồi những cơn mưa mưa miệng á từ nơi các bạn mà ra thôi nếu không có các bạn làm những cái youtube chửi rủa người ta thì không ai rảnh thời gian lên đây phải bảo vệ cháu hồ văn cường một ca sĩ nhí trẻ tuổi hồn nhiên hoạt bát mà bây giờ các bạn đã làm cho cháu phải bị trầm cảm ít nói và không còn cái tuổi thơ như ngày xưa nữa cũng vì những cái youtuber này những youtuber này là sao kiếm tiền bất chấp họ chửi người này ngu chửi người kia lũ trong lúc đó miệng vẫn còn hôi sữa tôi không biết cha mẹ của các em nhìn các em lên trên mạng này nguyền rủa người khác kiếm những đồng tiền dơ bẩn thì cha mẹ của các em nghĩ gì về cái lối hành động và xử sự, sự của các em đối với một ca sĩ nhí là cháu hồ văn cường mà người ta không bao giờ đụng chạm đến mình không bao giờ nói với mình một câu nào như là gọi là phản biện còn những ngày người này thì sao Hàng ngày rá rã lên trên đây hết kiếm chuyện này rồi tới chuyện kia đối với cháu hồ văn cường như vậy có công bằng không ngày hôm qua trước tiên là ở trong cái nhóm fc á, có đưa lên một cái bài viết và những cái hình ảnh là giải thưởng à, toàn giải thưởng danh giá quý vị ơi và ở trong này có phần giới thiệu của em cờ thì nói về những giải thưởng của cháu hồ văn cường thì ai cũng biết hết cháu đã có 3 giải rồi giải idol Kids, giải may vàng và giải TVB... tvt hả à, của giải truyền hình để giải mà khán giả bầu chọn ừ. tại vì sao mà cháu được ba giải như vậy nhưng những người phía bên kia họ vẫn không cho cháu xứng đáng được nhận những giải đó bởi chúng ta nghe thử tại sao mà cậu bé này lại cho rằng cháu Hồ Văn Cường không có xứng đáng nhận mấy cái giải đó nha. Để nhớ cái điều này ngay cả cái việc mà em ấy đạt được giải quán quân thì đối với một số người đó cũng chỉ là cái sự bố thí của những fan hâm mộ. Đầu óc của cậu này có vấn đề. Quý vị có công nhận không? Không biết cậu là có uống thuốc chưa? Vì Cậu ta nói rằng giải Idol Kiss của Hồ Văn Cường nhận được là sự bố thí của fan Phi Nhung. Tôi xin lặp lại một lần nữa khi đi casting lúc 13 tuổi, lúc này chưa có ai biết Phi Nhung ở trên ha, chỉ vì một câu nói của Hồ Văn Cường là thần tượng của ca sĩ Phi Nhung. Cho nên người ta mới biết tới vấn đề này. Cho Hồ Văn Cường đến với giải Idol Kiss bằng thực lực ngoài cái lợi thế hát dân ca. Cháu còn đi vào lòng khán giả bằng những nhạc phẩm dân ca đương đại và những nhạc phẩm sôi nổi khác nữa. Lúc đó Isaac có nói, cháu chịu nhiều áp lực ở trên mạng sỏi vì nói cháu có một màn một một màu một lát hát dân ca. Nhưng sau những lần trình diễn từ bán kết cho tới chung kết, cháu đã trải qua một giai đoạn lột xác và thấy một hồ văn cường với đủ màu sắc nhưng cậu này nói là sự bố thí của bên phía phi nhung cậu này có vấn đề nè trong ánh mắt có nghĩa là cậu chỉ nghe cái loại nhạc gì đó chứ không phải là nhạc việt nam bà chắc có lẽ cũng không bao giờ theo dõi những từng tập mà idol kiss mà Hồ à, Hồ Văn Cường và Quý Kim cùng với lại những uh, cháu khác uh, đã đi thi và cùng với khán giả. Khán giả chọn cháu vì cháu hát hay, đơn giản là như vậy. Giọng hát của cháu su ngủ lòng người. Một sứ giả cảm xúc làm cho người nghe phải rơi lại mặc dâu bài hát đó nó có nó có uh, nhanh hay là chậm nhưng mà nó làm nó chạm tới nhiều trái tim của nhiều khán giả lắm nhất là bài bà năm mà thi vào chung kết phải không quý vị tôi uh, rất thấy là bức xúc khi mà chọn cậu bé này không hiểu được âm nhạc là gì và nói lên những những điều mà rất là bất chức lắm Những đến 70 phần trăm khán giả à, giám khảo chỉ là 30 phần trăm thôi nên là cái việc em cờ đạt được giải quán quân đối với rất nhiều người đó chỉ là cái sự bố thí của nhóm fan và chính vì cái lẽ đó mà bây giờ em ấy quay lưng lại với cố nghệ sĩ mới bị người ta phản ứng Dĩ nhiên, dư luận thì có hai chiều, ca sĩ hay hay ca sĩ dở cũng vậy. Cũng có người này thích, người kia không thích, ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy. Mạnh Quỳnh cũng vậy, Trường Vũ cũng vậy, Như Quỳnh cũng vậy. Cậu bé này nói là có fan quay lưng, quay xe và phản ứng với cháu. Có, đó là những fan hâm mộ. Chúng tôi không muốn nói dùng chữ là cuồng tính đối với cố ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà rất ít. Tại sao mình không dẫn chứng rằng FC xanh đọt chuối của Hồ Văn Cường từ Nam cho tới Chí Bắc ra tới hải ngoại mỗi lần có sự kiện nào cháu đi hát thì bao nhiêu ép xanh xanh đoạn chuối, thấy ở ngoài sau sân khấu, ngoài trước sân khấu như thế nào? Sao cậu không dẫn chứng điểm đó mở con mắt của mình ra, đừng có hí quá và nhìn với ánh mắt nó rộng rãi hơn với tấm lòng nó bao dung hơn. Vâng, khán giả bình chọn lúc đó là phải đạt 60 bảy để bình bầu cho những ca sĩ nhí đó, còn à, giám khảo chỉ có hai ba Cậu chỉ nói một đằng nhưng lại không hiểu một nẻo. Lúc đó chưa có FC của Phi Nhung nên hiểu rằng làm ơn, làm ơn đi uống thuốc hoặc mở rộng cái tầm mắt của mình để nhìn cái sự việc cho nó rõ ràng chân thật hơn. Nếu cậu này nói chuyện như vậy có nghĩa là dẫn dắt dư luận theo cái điều mà đặt cậu đặt ra đúng là một người nói chuyện khoác lác điêu ngoa. Cái thời mà cháu Hồ Văn Cường đi thi Lúc đó 13 tuổi Cháu chỉ nói là cháu thần tượng Phi Nhung thôi Từ ngoài cho tới vô trong Cố ca sĩ chưa có bao giờ Đến với cháu một lần trên sân khấu Tất cả khán giả lúc đó Chỉ yêu mến giọng hát của Hồ Văn Cường Qua từng bài hát Và cũng đã có nhạc sĩ sáng tác riêng cho cháu Hát bài hình như tiền gia cái gì Đầu tiên là Hồ rồi sau đó là bắt đầu cái hát đó tôi không thể tưởng tượng rằng một người với tuổi trẻ như vậy đi hết chuyện này rồi đi hóng chuyện khác để trù dập một tài năng của đất nước trong khi đó hàng triệu triệu trái tim đang yêu mến cho hồ văn cường chỉ riêng có mình youtube này và hai ba người nữa hàng ngày dùng chữ hồ văn cường để kiếm tiền nhưng lúc nào cũng manh tâm hại cháu Hồ Văn Cường. Những video clip nào mà nếu mà có chửi Hồ Văn Cường đó hay là có chửi các fan đó, làm ơn quý vị lưu lại dùm tôi cũng có lưu lại một hai cái. Những cái gì mà 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 dùng những từ vô văn hóa chửi người ta thì chúng ta giữ lại để đó sau này nó dễ lập quy bằng hơn. Nếu mà tôi có về Việt Nam thì à, thật sự những lá đơn tôi cũng đã đưa tới công an liền đối với những người mà lên trên mạng văn tục chửi thề. Đây, quý vị có thể vào những cái đoạn này đây. Ừ. Bên đây nè. Bên uh, bên tay phải nếu quý vị cầm điện thoại gì thì bên tay phải vì nó có cái chỗ chấm đó, ba chấm này nè. À, quý vị đánh vô một cái thì nó nổi lên 1 2 3 4 cái chữ report là báo cáo quý vị có thể đánh vào cái đó thì nó lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì quý vị xem người này có chữ thề hay là nhục mã ai hay là dùng những danh từ rất khó nghe trên mạng xã hội quý vị cứ đánh vào đó đó là cách mà chúng ta báo cáo cho YouTube để chặn đứng những người xuyên tạc chúng ta cảm thấy hiện giờ mạng xã hội nó nó lệch chuẩn lắm rồi nhiều người lên đây chỉ biết là chửi thôi và chửi để kiếm tiền à, quý vị à, đừng có nghe nếu quý vị nghe thì chỉ tăng view cho họ và hơn nữa khi mà nghe quý vị nên à, uống thuốc trợ tim hoặc là cao huyết áp vì không thể nào nghe được một vài phút chỉ có những người youtuber như cali sài gòn phải cố gắng lắng nghe họ nói gì để chúng ta phản biện lại họ mà thôi người quay lưng với em cờ nó mới đông như vậy à. những người quay lưng với cháu Hồ Văn Cường thì mình không biết là bao nhiêu nhưng mà những FC xanh đọt chuối thì quá nhiều đi đâu cũng một màu đó từ sân bay từ cho tới bình quế từ cái chỗ tiệc sinh nhật từ cái chỗ nào cũng màu xanh đọt chuối nhìn rất là đẹp rất là trật tự rất là hồn nhiên rất là vui vẻ rất là trang hòa còn tôi thấy những FC um, FC của phía bên kia và các bạn thì dùng những dân lời, những lời lẽ dân tục, mất văn hóa, kém đạo đức dành cho những người mà người ta chỉ nói về cái, cái lý, cái chân thiện mỹ của xã hội mà thôi. À, anh đánh nhiều khi thật sự chứ nếu mà mình ngồi nghe mà các bạn này nói chuyện đó, nghe không nổi đâu các bạn ngay cái đoạn này khi mà những phần tử cơ hội trong nhóm sc nghe được chắc cũng có lẽ cũng sẽ rất ngượng ngầu ở đây ai là người chủ nghĩa cơ hội thì hãy nhìn lại mình đã từng nói cậu này y chang như là mộ dung phục trong thiên long bát bộ lục mạch thành kiếm của Cố nhà văn à, Kim Dung về, kia ông đọc lưng ông, cậu này mới chính là người chủ nghĩa cơ hội và luôn tìm cách đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách nhục mạ cháu hồ văn cường và luôn cả đem ngọc sơn và bầu Thụy ra để giỡn cợt chẳng hạn như kia bầu thị à, bằng à, ông bầu nghìn tỷ hay, cũng được cái đó không sao nhưng có à, có một hai câu nhưng mà để khi nào mình minh chứng rõ ràng thì mình sẽ nói còn kêu uh, danh ca ngọc sơn bằng uh, chị ba chị ba chị ba rồi chị ba nữa ừ. rất là nhiều lần đối với chúng ta khi một người lớn tuổi hơn mà người đó chẳng bao giờ đụng đến chén cơm của mình người đó cũng chẳng bao giờ nói xấu mình trước mạng xã hội người đó cũng chẳng bao giờ đụng tạ chạm tới cha mẹ của mình dòng họ mình tại sao mình dùng những danh từ kém văn hóa mình dùng dùng những danh từ mà không thể chấp nhận được đối với lại một người có tiếng tâm trong làng văn nghệ ở Việt Nam trải qua bao nhiêu năm rồi mà trong giới showbiz thường thường người ta kêu Ngọc Sơn mặt anh ba luôn cả những đàn em sau này trong những game show khi đi nước ngoài họ rất tôn trọng Ngọc Sơn nhưng mà cậu này không tôn trọng tại lý do tại vì sao tại vì danh ca Ngọc Sơn đã mở rộng vòng tay nhân ái bảo vệ cháu Hồ Văn Cường và muốn nuôi dưỡng một đứa con trong làng văn nghệ có một giọng ca thiên phú, một tài năng của đất nước. Nhưng cậu này lại trù dập cháu Hồ Văn Cường và nói xấu danh ca Ngọc Sơn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tâm địa của người này như thế nào? Có đáng trách hay không? Chúng ta còn có thể để những người này lên trên mạng xã hội ra rã hàng ngày môi móc người này chì chiết người kia hay không tôi cảm thấy không học được từ những youtuber này bất cứ một cái điều gì và tôi đã từng nói rằng ở bất cứ người nào dầu người đó có dở cách mấy người đó có khờ cách mấy tôi cũng học được họ một chút hoặc là hai chút nhưng đối với những người như thế này chúng ta không học được bất cứ những gì hoài tiêu cực và ngoài chửi rủa lăng nhục du khống người khác mà thôi thì chúng ta đâu học được cái gì đâu không quý vị quản lý giáo phạm có một cái bài viết là công chúa của mẹ nhưng vẫn phải đi làm hi thương vâng ekip của cố ca sĩ phi nhung có viết rằng là công chúa của mẹ vẫn hàng ngày đi làm không ăn mày trên mạng xã hội, không cần mạng khán giả cái đó là bài viết của bên ekip của quản lý phi nhung chứ phi nhung không có biết như vậy đối với tôi tôi không có cái gì đối với lại người đã khuất hết và tôi cũng tôn trọng cố ca sĩ phi nhung nhưng bạn này đã lợi dụng cái bài viết này và nói rằng cháu hồ văn cường là người ăn mày khán giả Chính cậu mới là người ăn mày khán giả của cậu Trong khi lên trên mạng này Yêu cầu người ta làm chuyện này cho cậu Yêu cầu đăng ký uh, Mong làm cái này cái cái, cái, nọ Còn Hồ Văn Cường không Cháu có bao giờ nói một lời nào đâu Những gì mà FC Xanh Đọt Chuối tổ chức cho cháu Sinh nhật tổ chức cho cháu Mua quà cho cháu Đó là từ cái tâm người ta Thương gia cảnh của cháu Hồ Văn Cường 6 năm đi hát rồng rã không được bất cứ cái gì hết Biết chưa hãy mở rộng ánh mắt của mình nhìn đi hãy mở rộng trái tim lương tâm của mình đừng ngồi đó mà phán là như là y như trong kinh ai cũng đi làm cháu hồ văn cường cũng đi làm chỉ có cậu là không đi làm mà ngồi trên mạng xã hội hoặc là hóng hết chuyện này hết chuyện kia hóng chuyện nọ rồi ăn mài khán giả mà thôi ngay cả những người lớn tuổi như tôi đây cũng đi làm 9-10 tiếng một ngày. Chứ không thể nào mà ngồi trên mạng xã hội một ngày ra mấy clip để làm gì. Kiếm tiền bất chấp trên mạng xã hội chứ làm gì. Mà nếu mà làm cả chục clip ở trên mạng xã hội trong một ngày cũng đúng. Không sao. Đó là cách kiếm tiền của Youtube. Chúng ta có nhiều cái chủ đề để nói. Còn đằng này ra rã chửi người ta cái chủ đề là chủ đề chửi bậy Và chủ đề là ngậm máu phun người thì đúng hơn Tôi thấy lúc nào cũng ra rã Nói FC xanh đọt chuối của Hồ Văn Cường là như thế này là như thế kia Nhưng nhìn đi nhìn lại Là chính cậu đã nói ngay bản thân của mình Chứ tôi thấy chẳng có FC xanh đọt chuối nào Làm những chuyện đó hết à, Bỏ qua được một cái miếng mồi ăn mày cộng đồng như vậy Nếu mà không có cái sự giúp sức cũng như là không có quyền góp Anh mày được cộng đồng Tại sao Một đứa cháu Im lặng Cách im lặng của nó Mà khi trang khàng lệ Tra tắng Bằng những lời nói Chì chiết Bằng những hành động giữa đêm khuya Cháu vẫn không trả lời Đó là cháu đã tôn trọng Bạn Của người mẹ nuôi Và cháu cũng đã có hành động như thế để giữ lại danh dự cho người mẹ nuôi của mình Tại sao không biết nghĩ như vậy Cháu ra đi trong im lặng Ra đi trong âm thầm Mà ekip cũ cũng đã đòi lại. Cháu đừng bao giờ mong trở lại văn nghệ Vì họ quyết tâm trù dập cháu trên con đường nghệ thuật Nhưng vì sao Có người mà Ở hiền thì gặp lành Ở đâu đó ngoài đời Vẫn còn nhiều ông bụt và nhiều lục văn tiên Tại sao như vậy Họ nhìn thấu đáo được câu chuyện chứ không phải như cậu bằng cái đầu mà. Nhiều người thường thường nói một câu rất đơn giản là Có nhiều người trong xã hội đầu to mà ốc như trái nhỏ. Vì tại vì sao? Vì cái tấm lòng hẹp hòi của mình. Không chấp nhận sự thật mà cứ đi nói người ta là không chấp nhận sự thật. Hãy nhìn sự thật đi Rồi hãy nói sự thật Thì người ta mới tin mình Cứ mình cứ rêu rao là FC xanh đọt chuối không nhìn sự thật Không muốn nêu ra sự thật Mà chính bản thân của mình Đã chạy trốn Thực tế và những gì Mà tất cả mọi người cho đó là sự thật uhm nếu mà mình nghe từng khúc á thì nó đỡ chứ mà quý vị mai mà nghe toàn bộ quý vị cũng bắt điên lên nữa ông phật cũng còn phải giận nữa rất nhiều lần với quý vị rằng là ở trong cái nhóm đó chỉ là những người cơ hội nên chỉ cần lợi ích bị ảnh hưởng một chút người ta sẵn sàng câu xé lên nhau đang từ bà. tôi thấy ép fc xanh đọt chuối họ đã cùng nắm tay nhau trên mọi miền đất nước từ miền nam cũng có FC sinh đọt chuối miền trung cũng có miền bắc cũng có ngay cả hải ngoại cũng có họ lợi ích gì trên cháu hồ văn cường họ đã mất thời gian nhiều khi tiền của ra nữa chỉ mong rằng nuôi dưỡng một đứa con tinh thần của đất nước một cậu út gò công một cánh cò gò công một tiếng hát ở Gò Công mà chạm đến bao nhiêu trái tim. Chứ họ không có trục lợi giống như cậu và những như youtuber bên kia. Toàn là lên đây chỉ nói về đạo đức. Nhưng mà thật ra có đạo đức hay không thì tự chúng ta hiểu rồi sau đó đi xin tiền từ thiện bán hàng online. Nói là bảo vệ Phi Nhung lấy công bằng cho cốt ca sĩ. Thật chất ra các bạn chỉ làm video lúc nào cũng 10 phút. 10 phút lẻ mấy giây 11 phút để gì đạt đủ yêu cầu của YouTube đưa ra để để chỉ lấy quảng cáo có quảng cáo thì có tiền còn các bạn á lấy những cái tiêu đề chấn động bí mật của các bạn ở trong đâu ra gì mà biết được bí mật trong nhà người ta chấn động từ cái gì rồi đưa hình ảnh của bà Phi Nhung uh, của cố ca sĩ Phi Nhung của bà CEO Nguyễn Phương Hằng rồi cháu ở hồ văn cường đi chung với nhau này kia nọ tôi nói thiệt tôi cũng uh, um, từ khi mà ceo nguyễn phương hằng bị bắt tôi thấy nó có nhiều người là tạt nước theo mưa um, cái kiểu mà giống như dẫu đổ bìm leo vậy tôi cũng không có cổ suý cho bà nguyễn phương hằng lên trên mạng xã hội để chửi bới người này người kia người nọ nhưng bà cũng có cái lý của bà và cũng bà cũng vạch trần được một vài cái sai của nghệ sĩ nhưng nhiều khi chúng ta nói chuyện đi quá đà trong một cái câu chuyện nào đó nhất là ảnh hưởng đụng chạm tới uh, uh, quyền lực của đảng hoặc là những người uh, là nằm trong bộ trung ương là như thế tôi không có cổ suý chửi rủa nhục mạ người khác trên mạng xã hội À, nhưng cậu trẻ này và một số người tôi thấy rằng tắt nước theo mưa nè khi thấy ceo nguyễn phương hằng bị bắt thì đem hình ảnh ceo nguyễn phương hằng công an lên tròn còng tay rồi à, nói tới ngày xưa sao không dám nói đi ngày xưa sao không dám nói à lúc mà ceo nguyễn phương hằng á, còn đang tại vị còn livestream hàng ngày dám nói không sức mấy dám nói sợ muốn chết rét luôn á nhưng từ khi thấy người ta bị trạm tạm, tạm giam thì hết cái cậu này rồi cái có cái cô thủy lê còn mấy người này người kia nọ lên tôi thấy nhiều lắm lên nói dẫu đúng là dẫu đổ bìm leo đó. chủ nghĩa cơ hội lại đây rồi quý vị có thể trở thành thù có thể quay gót 360 độ để cắn xé lẫn nhau ngày hôm qua thì tôi đã đưa lên cái video liên quan đến cái việc đó là cái cô kia cô tố rất là mệt mỏi khi mà những youtuber ở bên FC xanh đọt chuối và luôn luôn đồng hành yêu thương cháu Cường thì họ không bao giờ dạch lá tìm sâu họ không bao giờ lấy những cái tư thù nhỏ nhặt nhất của con người để đem ra để nói nhưng ở phía bên kia như là cậu này cũng vậy nè tối ngày cứ coi gây cháu hát làm sao rồi dạch lá tìm sâu con làm sao coi cái chuyện này làm sao chuyện kia làm sao Tối ngày họ phải bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức Để đi tìm những cái nhỏ nhặt Để họ làm hoành tráng lên Làm cho nó lớn lên Một họ làm cho 10 Không quý vị Ngay cả FC, FC xanh uh, đọt chuối của Hồ Văn Cường cũng vậy Họ cũng mua móc từng người một Những người ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường Giống như là cái thí điểm vậy Rằng là những cái bài viết mà mát rượi thì sẽ được duyệt Những bài viết tử tế thì không được duyệt đó là cái lời nói của người trong nhóm FC nha. Dĩ nhiên rồi, những cái bài nói chuyện mà nó không có văn hóa. Những chủ, chúng ta không phải mỹ dùng mỹ từ để chửi người khác cũng không được việc là đúng. Chúng ta phải nói sự thật. Và dùng những danh từ, ngôn từ cho nó đúng chuẩn một chút xíu Chứ không phải đưa những cái bài vở mà trù dập người khác và bắt người ta duyệt phải không quý vị? cũng như là ekip ép lòng nâng đỡ dắt Vậy mà người ta lại không nhớ đến cái thực tế đó là từ đâu mà ra? Tôi không phủ nhận cái vấn đề của ca sĩ Phi Nhung cũng đã dìu dắt cháu Hồ Văn Cường trên con đường nghệ thuật Cháu đến gần với nghệ thuật âm nhạc nhiều hơn và quen biết showbiz Nhưng cháu có thực tài 6 năm đi hát biết bao nhiêu tiền ra khỏi nhà chỉ hơn 1 tỷ đồng dọn dẹn nếu bạn đọt giải ba giải một giải danh dự nữa là một cái giải mà uh, idol kiss đó, giải lớn bạn có đồng ý như thế không hay là bạn có con cháu bạn có đồng ý như thế không 200 triệu quản lý ekip cũ đã giữ cho tới khi bây giờ mới đưa 200 triệu bây giờ không làm được cái gì hết. 6 năm trước còn có thể mua được cái mảnh đất để xây nhà. Nhưng 200 triệu bây giờ mua được cái gì? Không mua được cái gì nữa một cái chòi nhỏ ở ngoài quận Gò Dấp nữa. Suy nghĩ đi. Cứ cứ suy nghĩ có một chiều không à. Cháu Hồ Văn Cường không phải là một cậu bé bán vé số ở ngoài đường. Nó không giống như là à, Tuyết Nhung Không giống như là Thiên Ngân Những à, người con của cô ca sĩ Không đạt được giải gì hết Và cũng không có ấn tượng gì sâu sắc Đối với khán giả Còn cháu Hồ Văn Cường Nó đặc biệt hơn nhiều Tại sao không nói lên những hình ảnh Cháu đi hát ở ngoài Ninh Bình, Hà Nội Hay là phía miền Bắc Những lúc mà đêm khuya hát khang cả cổ Vẫn còn phải đứng hát nhiều khi Cháu đang ngủ gục ngủ gục nữa Cháu có đồng bạc nào đâu ai giữ số tiền đó? Nuôi ai đây? Cháu chưa bao giờ đem những đồng tiền đó về nuôi cháu ruột của mình hay giúp chị của mình lụm ve chai. Hoàn cảnh đáng thương của cháu như vậy, tại sao các bạn không nêu ra mà các bạn chỉ nêu ra có một khía mà thôi. Cũng như là trò chuyện với tất cả quý vị, một cái vấn đề cũng như là vài cái thông tin ngắn gọn như vậy thôi. Quý vị phải... oh. Gọi uh, FC xanh đọt chuối là một lũ ô hộp. Quý vị nghĩ như thế nào? Cậu này uh, tôi cho là hai mấy tuổi, nhiều lắm là cũng ba mấy thôi. Trong FC xanh đọt chuối, có từ nhỏ, từ uh, em bé cho tới những người lớn tuổi, có nhiều người gần 70 tuổi. Mà cậu này dùng danh từ là lũ ô hộp để dành cho những người Việt cùng giá vàng máu đỏ với nhau. Những người có thể đáng lại tuổi là anh chị chú thiếp, cha mẹ có khi đáng là ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội của mình danh từ mà cậu trẻ này dành cho FC xanh đọt chuối chúng ta phải công nhận rằng là rất là mất dạy không còn một từ nào để nói nữa chứ đây là mua khán giả chứ có cái gì mà ảnh diện Người ta yêu thương thật sự, người ta mến mộ thật sự thì người ta sẽ bỏ tiền ra để mà người ta xem, người ta ủng hộ. Chứ không phải cái này là ăn. Anh... Rồi môi móc luôn cả những tấm vé mà khi cháu Hồ Văn Cường trình diễn tại à, Ninh Bình. Tổ chức tại Bình với hay ở Đà Lạt. Cậu ta còn phê bình luôn cả. Danh ca Ngọc Sơn về cách dạy âm nhạc, sử dụng giọng hát như thế nào. Câu này chả biết gì một chút xíu về âm nhạc hết trơn á, cũng chả có biết về vấn đề mà um, marketing uh, về bán vé này kia nọ. Thường thường á, những người mà đã bỏ công sức ra để bán vé hay dùm cho cháu hồ văn cường hay ủng hộ cháu trên mặt vấn đề âm nhạc á. Khi đi trình diễn bất cứ nơi đâu Bây giờ người ta không có lấy lợi nhuận bất cứ gì nữa Nhưng mà chúng ta không nên để cho họ Phải lỗ lã tiền túi của họ ra nữa Thí dụ mà Tại vì bất cứ chuyện gì nó cũng phát sinh ra Cái này là mình nói thật lòng Tại vì mình cũng có vấn đề mà Bầu sô với lại mình cũng Có hoạt động trong văn nghệ biết Thí dụ mình đã tính toán ra là 280.000 cái vé đó nhưng mà tại sao mình bán trăm ba trăm ngàn Nó phát sinh ra những người Mà bán vé cho cháu Hồ Văn Cường Người ta phải đổ xăng, đổ cổ, ăn uống Rồi người ta phải giao tiếp Miễn làm sao người ta làm cho nó trọn vẹn Mỹ mãn, hoàn tất Và không bỏ tiền túi không bỏ tiền túi của người ta ra và cũng họ cũng không lấy lợi nhuận hay trục lợi từ những cái tiền bán vé đó mà bỏ túi riêng cho họ như vậy là hoàn thành lắm rồi tại sao mình phải ghen ăn tức ở tại sao mình phải sân si với những fc xanh đọt chuối của cháu hồ văn cường để làm gì ngoài cháu hồ văn cường ra rồi mạ lị cả danh ca ngọc sơn rồi bầu thủy rồi bây giờ quay qua luôn cả dạo dạo gần đây thì cậu này bắt đầu um, sân si và nhiều khi dùng những danh từ rất là khả ố đối với lại fc sinh trọt chuối của cháu hồ văn cường tôi cho đây là những hành động những lời nói mà trên mạng xã hội cần phải cân nhắc nhất, nhất là ở việt nam um, ban thông tin văn hóa hay ở việt nam uh, như thế nào đó hay báo chí việt nam hoặc là youtube việt nam À, chúng ta cần phải lội những người đã lợi dụng mạng xã hội chuyên môn để đi chửi rủa trù dập mạ lị và du khống cũng như dẫn dắt dư luận và tôi thường nói là đánh tráo khái niệm tự mình đánh tráo khái niệm rồi đổ thừa cho người ta mà chính bản thân họ là những người kiếm chuyện đầu tiên nhất Vâng, cảm ơn tất cả các bạn à, mình tâm sự tới đây vì sau khi nghe những đoạn video của cậu này lên trên mạng và tôi cũng muốn rằng khán giả bên kia bình tĩnh lại và nhận xét về cái thái độ nói chuyện của cậu này cho FC sinh đọt chuối cũng như là bầu thị ngọc sơn và um, luôn luôn lúc nào cũng lợi dụng hình ảnh của cố ca sĩ phi nhung ra để trục lợi cho những video clip kiếm tiền của cậu ta bằng cách là trù dập con nuôi của người ta chính là trù dập cháu hộ Văn Cường. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn đăng ký kênh cho Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mình sẽ dùng cơm tối với gia đình. Cũng đói bụng lắm rồi quý vị ơi. Vâng, à, xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.